Một căn nhà tại khu vực đắc địa ở thành phố Đài Bắc diện tích chưa đến 100 mét vuông mà mức thuê hàng tháng lên tới những 50.000 Đài tệ, còn cao hơn mức lương thông thường của nhân viên công sở ở Đài Loan. Không chỉ thuê nhà khó khăn mà mua nhà còn khó gấp bội. Theo hệ số mức độ khó khăn khi mua nhà được công bố mới nhất của Bộ Nội chính, thành phố Đài Bắc vẫn cao nhất đạt cấp 19, thành phố Tân Bắc cũng đạt cấp 12, thành phố Đài Trung đạt cấp 11. Còn đối với các khu vực như Đài Nam, Cao Hùng, Đào Viên thì cũng trong khoảng đạt cấp 7 đến cấp 9. Hệ số trung bình trên toàn quốc là 9,58, có nghĩa là trung bình một người Đài Loan phải không ăn, không uống, không tiêu xài hơn 9 năm mới mua được nhà. Nhưng nếu tính hệ số tăng trưởng theo năm, thì ngược lại các khu vực Đài Nam, Cao Hùng và Đài Trung đều cao hơn các đô thị hàng đầu của Đài Loan là Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên. Còn tỷ lệ chi trả tiền nhà trả góp trong quý một năm nay đạt 38,35%, đạt mức tăng trưởng theo quý là 0,52%. Điều này cho thấy năng lực chi trả tiền nhà trả góp hơi thấp, nhiều yếu tố đã làm kích giá nhà. Nhưng những ông lớn đầu tư bất động sản và ngành môi giới bất động sản đều cho rằng cũng không phải là giá nhà không thể tụt giá ví dụ như tại các khu vực gồm cao hùng đài nam đài trung và đào viên bị chỉ ra là số lượng bất động sản bị kích giá khá cao cùng nhiều hơn cầu phải cẩn thận khả năng bong bóng bất động sản. Theo công ty môi giới bất động sản cho rằng giá nhà cửa bất động sản không thể có chuyện chỉ tăng không giảm. Tới thời điểm hiện tại toàn bộ thị trường bất động sản đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong đó do vấn đề nước Mỹ điều chỉnh tăng lãi suất và sắp tới sẽ còn tiếp tục điều chỉnh khiến áp lực tiền trả góp mua nhà ngày càng cao. Nhiều người chỉ xem mà không muốn mua thì rất có khả năng nửa cuối năm nay giá nhà cửa bất động sản sẽ hạ nhiệt.